Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Đó là dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị, say sưa, chè chén và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã từng bảo, những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhân hậu, nhẫn nhục, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Nhưng ai thuộc về Đức Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Kính thưa quý sơ, quý bà, chị em, ngay sau khi ông bà nguyên tổ chúng ta phạm tội bất tuân chống lại Chúa thì biết bao những tội lỗi, những đau khổ con người phải gánh chịu. Thân xác của chúng ta thay vì để phụng thờ Chúa, để trao gửi yêu thương thì nó lại trở thành phương tiện bị ma quỷ sử dụng để làm những điều xấu xa. Và bất cứ ai chiều theo tính xác thịt thì đều mắc lỗi. Trong bài đọc một trích thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat, Ngài liệt kê cho chúng ta 15 loại tội lỗi mà nếu như những ai chiều theo tính xác thịt sẽ phải đối mặt. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là dâm ngôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị, say sưa, chè chén và nhiều loại tội khác. Và Ngài kết luận rằng tất cả những ai phạm những tội đấy thì tôi báo trước cho mà biết, họ sẽ không được hưởng nước Thiên Chúa đâu. 15 loại tội đó, nếu như chúng ta ngồi chúng ta tìm hiểu kỹ thì nó chia thành 3 nhóm. Đó là những tội liên quan xúc phạm đến Thiên Chúa, những tội xúc phạm đến tha nhân và những tội xúc phạm đến chính bản thân của chúng ta. Nó cũng là một cái gợi ý cho chúng ta xét mình khi xưng tội. Những tội xúc phạm đến Thiên Chúa thì Thánh Phaolô nêu lên 2 tội là thờ quấy và phù phép. Những tội xúc phạm đến tha nhân tới 8 loại là hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ghen tị. Và những tội xúc phạm đến bản thân thì có 5 loại là say sưa, chè chén, dâm bôn, ô uế và phóng đãng. Vậy thì tất cả những tội chúng ta phạm có nguy cơ chúng ta xúc phạm đến tha nhân nhiều hơn, bởi vì riêng cái xúc phạm đến tha nhân đã tới 8 loại, trong khi xúc phạm đến Thiên Chúa và đến bản thân mình mà cộng lại thì mới chỉ có 7 loại thôi. Nếu mà con phân tích từng loại chắc chúng ta ngủ hết, hoặc là sáng rồi vẫn chưa, giờ chờ rồi vẫn chưa xong. Con chọn một cái thôi, đó là tội bè phái. Theo từ điển của Việt Nam thì định nghĩa như vậy: bè phái là tập hợp gồm những người vì quyền lợi riêng hoặc quan điểm hẹp hòi mà kết hại với nhau, nói xấu, chỉ trích, chèn ép hay là hãm hại lẫn nhau, gây chia rẽ nội bộ. Đây là điều mà tất cả những ai là những người lãnh đạo đều rất sợ những thành viên của nhóm mình.
có cái tư tưởng này, người ta gọi là lợi ích nhóm. Vì lợi ích của nhóm mình mà sẵn sàng hạ thấp hay thậm chí là chà đạp những nhóm khác. Khi con ở trong chủ viện thì cha Linh Hướng rất là hay nhắc như vậy, là nếu như những công việc chung mà nếu như nhiều người cùng thực hiện mà cái chất lượng của nó có giảm một chút hay thậm chí là chỉ đi một nửa so với một cá nhân hay là một vài người thực hiện, thì con nên chọn cái công việc mà nhiều người cộng tác nó sẽ tốt hơn. Và điều này con cũng thấy ở đây cha xứ của chúng ta nó rõ lắm. Trong cái ngày lễ tạ ơn vừa rồi, riêng về mặt cao đoàn thì mỗi một ngày không có giao một cao đoàn nào. Con biết là nếu mà giao cho một cao đoàn thì chắc chắn có thể chất lượng nó sẽ cao hơn đấy. Nhưng mà Ngài lại muốn tập hợp các ca viên từ các ca đoàn thành một cái ca đoàn tổng hợp. Có thể hát cái chất lượng nó không bằng, nhưng mà đâu phải là biểu diễn đâu. Ngài nói là đi hát đâu phải là biểu diễn, mà là ca tụng Chúa và liên kết các ca đoàn với nhau. Thì vẫn chọn phương án tổng hợp để bớt đi cái tính bè phái. Vâng, khi chúng ta tham gia hội đoàn thì rất là tốt này, để chúng ta giúp chúng ta sống, chúng ta thánh hóa cái nhịp sống phục vụ của giáo hội tốt lành lắm. Nhưng mà hãy cẩn thận một chút, bởi vì có thể vì muốn cho cái hội của mình, cái nhóm của mình nó phát triển, đôi khi vô tình chúng ta lại tạo nên cái sự bè phái, hay là trong chính cái nội bộ của mình cũng có thể chúng ta lôi kéo chị em này hay là lôi kéo anh em khác mà làm những việc chỉ cho cái nhóm của mình nó được tốt hơn. Thì đó là lỗi. Và Thánh Phaolô nói là ai mà làm những cái điều như vậy không có được hưởng nước trời. Nên là chúng ta tiếp tục những thánh lễ, xin mình Thánh Chúa chúng ta sắp đón nhận, giúp cho chúng ta hãm bớt đi cái tính xác thịt của mình với những lỗi lầm mà Thánh Phaolô đã chỉ ra, và với một cái lỗi lầm con gợi ý là tính bè phái. Xin cho chúng ta hy sinh cái điều đó để chúng ta hiệp nhất, chúng ta đoàn kết để xây dựng giáo xứ, giáo khu cũng như là gia đình của chúng ta.